Đến đây còn bị gọi thổi lồng cồn nữa, tôi mệt quá. Sao sao thổi lãnh đạo? Thôi anh. Đi gần 2000 cây vẫn bị thổi à? Anh đi đâu vậy? Sài Gòn ra. À. Đi Sài Gòn hôm nay đi 2000 cây đấy. Ok, okay nhá, bye bye. Hello anh em. Này buổi sáng mình bắt đầu rời Đà Nẵng đây. Bây giờ sẽ đi một mạch về đến ngoài Bắc anh em nhé. Lý do hôm nay chọn là đi buổi sáng là vì lý do là mình sẽ đi cái cao tốc La Sơn Túy Loan đấy, mà mình không muốn đi sớm, đi sớm trời nó tối, phải đi tầm này trời nó sáng thì đi cho an toàn anh em nhé. Bây giờ sẽ lên đường một mạch. Ok anh em. Quyết định nhé là mình đang trên đường chuẩn bị đi vào cao tốc La Sơn Túy Loan. Mình quyết định đi vào cao tốc đấy với 28% pin anh em ạ. Cao tốc ấy dài 180 km và có chúng một trạm sạc duy nhất trên cái trạm dừng nghỉ ở Huế. Mình sẽ dừng ở đấy để sạc. Nếu mà trường hợp mà trạm sạc đấy nó có vấn đề gì thì mình sẽ phải đi ra ngoài, đi ra ngoài đường quốc lộ để sạc anh em nhé. Nhưng mà thôi mình cũng quyết định là đi thẳng vào cao tốc luôn, tại vì thực ra trên con đường này đi vào cao tốc không còn chỗ chạm sạc nữa, nên là cũng không còn lựa chọn nào khác cả. Hy vọng là không có vấn đề gì xảy ra trên đường. Bây giờ là còn mình còn khoảng 7 km nữa là mình đến được trạm sạc anh em nhé. Đấy, bây giờ mình còn 11% nữa, chắc là đến nơi thì khoảng 9% anh em nhé. Từ đây đường đi thì đường toàn dốc. Đấy, toàn dốc thì mình có một cái ưu điểm là gần như là mình không bị mất thêm phần trăm nào, mà được thêm chứ không mất anh em nhé. Rồi, bây giờ sẽ đến cái điểm sạc sạc đấy nghỉ ngơi ăn sáng rồi đi tiếp anh em nhé. Hello cả nhà nhá. Đã đến được cái điểm mình mong muốn. Đây là cái cây sạc 250, cây sạc mà em rất là thích anh em ạ. Ok. Rồi, đã đến được. Đây là trạm sạc của điểm dừng nghỉ trên cao tốc La Sơn Túy Loan. Điểm này thì em quay cho anh em xem nhiều rồi đúng không? Các bác xe tải rất thích nghỉ ở đây, tại vì nghỉ đây nó an toàn, không bị mất đồ. Ôi, bác này còn chở cả cái xe đạp điện. Rồi. Ok, bây giờ xe nó sẽ sạc ở đây nghỉ ngơi một lúc. Rồi sẽ đi, hôm nay là kế hoạch của mình là sẽ đi đến về đến Hải Phòng luôn anh em nhé. Rồi, ok, nghỉ ngơi đây. Đây mình đang trên đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn anh em ạ. Cái cao tốc này đúng là nó cũng khá là bức xúc với một số lái xe khi mà phải đi sau những chiếc xe tải mà nó quá nặng như thế này. Thường đây tao này được đi 80 nhưng mà thực tế đi mới có 4 mấy thôi, nên là nhiều khi tại những cái điểm mà vượt được ấy, nhiều bác tài kiểu như là không kiềm chế được cảm xúc. Đây phía trước mặt mọi người xem nhé, phía trước mặt nó còn dài nữa đấy. Nhiều bác tài sau khi phải đi sau những cái chiếc xe tải này rất là dài, không kiềm chế được thì tại những cái nơi vượt ấy, mà không có kinh nghiệm thì thường rất là dễ xảy ra va chạm. Thế nên là anh em đi cao tốc này chú ý nhé, bình tĩnh, không vội làm gì cả, vượt là phải vượt an toàn, và đặc biệt là nói chung là nó là kinh nghiệm lái xe thôi. Đi đúng biển báo, đúng nơi cho phép đây, ví dụ đây nó ghi cho phép này,
cách đến đoạn đường được phép vượt là 1 cây nữa thôi, ok. Điểm tĩnh khoảng 5 phút nữa, 2 phút nữa sẽ đến cái điểm được vượt. Tại điểm được vượt anh em tính toán thì vượt khéo nhé anh em nhé. Đấy, cái cao tốc này thì cứ một vài cây số nó sẽ có những đoạn đường đôi như thế này. Đấy, đường đôi như này để cho được phép vượt, nhưng mà tại đường đôi như này thì các cái xe công họ cũng lại đi rất là nhanh. Cũng không còn nhiều cơ hội để vượt. Đấy, như đoạn này là hết này. Đấy, này là hết cái khu vực để vượt, là lại bắt đầu lại nối đuôi tiếp. Thế nên là những cái cơ hội vượt này nó mong manh lắm. Anh em mình không nên quá vội vàng, nếu mà hết thì thôi, lại đi bám theo sau cái xe kia một đoạn nữa thì lại đợi đợt tiếp theo mình vượt anh em nhé. Lắm mới gặp một cái xe mà nó tã đến như thế này anh em ạ. Bấm lốp nó cũng chả còn cái gì luôn. Đấy. Đi nó như nào? Bây giờ cũng vượt à. Nó có đi được đâu? Cái xe kéo nó ấy chứ. Thôi. Đi sao vậy? Nhường mình không vượt được. Không vượt được, mình phải đến cái đoạn một cây nó vượt. Xe khác vượt thì vượt, mình không vượt. Sao thật? Đấy, tại cái đèn xanh đèn đỏ này ấy, thì nhà mình rẽ sang bên tay phải nhé, rẽ sang bên tay phải theo hướng cái xe tải kìa. Đấy, hình như đi thẳng ra chắc là ra cửa khẩu Lao Bảo, còn rẽ phải là sẽ đi được đi đến Quảng Bình. Từ đây đi Quảng Bình khoảng 80 cây nữa anh em nhé, sẽ mất khoảng gần 2 tiếng đồng hồ nữa. Okay, đi cẩn thận nha, xe này nó sẽ cùng mình đi. Ok, đi thôi. Đường này thì mỗi bên chỉ có một làn đường thôi, nó cũng giống như đường quốc lộ 1 hồi xưa ấy. Tuy vậy thì về cơ bản là chất lượng mặt đường của là tập trung lái xe thì là đường này khá là an toàn, đi khá là nhanh anh em chứ. Sớm nên anh em quyết định ăn trưa sớm. Nên là mình sẽ đến Vincom Quảng Bình để mình sạc và mình ăn cơm gà ngay cạnh đấy nhé. Cơm gà nghỉ ngơi khoảng 40 phút. Vậy là thời gian mà mình đi từ đâu nhỉ? Đi từ Đà Nẵng, cuối đường cuối cao tốc gọi là Đà Nẵng Quảng Ngãi ấy. Thời gian đi từ đấy đi về đến thành phố Quảng Bình là mình đi mất 11 giờ, mình đi từ 6 giờ, mình mất 5 tiếng để đi từ Đà Nẵng đi về Quảng Bình anh em nhé. Đấy. Đấy, và để mình tính toán được anh em đi du lịch, tính toán thời gian cho phù hợp, ví dụ tối nay ngủ Quảng Bình thì sáng hôm sau xuất phát thì mấy giờ sẽ đến được Đà Nẵng. Nhưng mà nếu là đi du lịch bằng đi Quảng Bình thì hôm sau đến Đà Nẵng thì cũng ra khá là thoải mái. Nhưng mà mùa hè mà anh em đi du lịch thì ví dụ như ngày đầu tiên anh em đi từ Hà Nội, Hải Phòng đi đến Quảng Bình nghỉ ngơi, tắm biển rồi là chơi Quảng Bình một hôm, hai hôm gì đấy, xong hôm sau anh em đi Đà Nẵng thì ổn anh em nhé. Rồi, ok. Bây giờ sẽ đi đến Vincom và sạc ở đấy rồi ăn sáng, ăn trưa anh em nhé. Mình sớm quá mà. Quảng Bình thì có cái là xanh SM là Quảng Bình cũng khá là phát triển. Nên là chạm sạc. Ôi, chạm sạc đây thì thoải mái này. Không hiểu sao xanh SM sạc ở đâu nhưng mà chạm sạc đây thì lúc nào nay mình đến cũng thấy vắng. Bác này bác đỗ xe đây rồi, không biết lên được không. Nó đi rồi, đi cho mình. Nói chung là anh em đỗ xe ở chỗ này tránh chạm sạc nha, chạm sạc để người ta sạc điện. Ok, rồi, đến nơi rồi. Rồi, nghỉ ngơi, mang đồ đạc mang ví xuống lốp xe đi. Anh em ơi, ăn xong rồi, 12 giờ kém 10 rồi. Bây giờ hai anh em sẽ tập trung đi đến cái đích đến tiếp theo, đó là bãi biển Thiên Cầm. Thì cái cung đường mà mình sẽ đi cái bãi biển Thiên Cầm này á, là mình sẽ đi theo cung đường là đi Kỳ Anh,
xong đó mình đi đường ven biển. Đi đường ven biển sau đó mình sẽ đi đến cầu Cửa Hội anh em nhé. Hy vọng là sẽ đến được Hà Nội sớm, khoảng 5 giờ chiều thôi. Tôi đi Hà Nội 5 tiếng không đi được, chắc 6 giờ tối anh em ạ. Rồi, rồi, tập trung lái xe anh em nhé. Và các anh em là ăn uống xong rồi, hai suất cơm gà, và bây giờ lên đường với 85% pin. Mình đến được Kỳ Anh rồi cả nhà mình ạ. Đây, đây là mảnh đất Kỳ Anh đây. Và đây đang là đường đi vào khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Đấy, cho quay cho anh em biết thế nào là khu công nghiệp gần như lớn nhất nhì Việt Nam luôn. Khu lại là khu Formosa Hà Tĩnh này thì trước đấy mình cũng đã từng làm việc ở đây. Mình có một, mình là một nhà thầu nhỏ trong cái công trình liên quan đến cảng biển tại đây. Mình đã từng sống và làm việc ở đây khoảng 2 năm. Thì Formosa Hà Tĩnh thì trước đây thì cách đây khoảng 5-7 năm trước thì nó còn rầm rộ. Đấy, tại thời điểm đang xây dựng ấy thì nó biểu tình rồi nó đủ mọi thứ. Thế là mọi người sẽ nhắc đến Formosa Hà Tĩnh nhiều. Và bây giờ thì khi mà nó đi vào hoạt động rồi thì báo chí cũng như là các cái hoạt động bên trong Formosa Hà Tĩnh thì rất ít người được biết. Nên là những thông tin để mọi người biết về Formosa Hà Tĩnh thì không nhiều đúng không? Đơn giản thì đây là một cái tổ hợp gang thép, luyện gang thép và cảng biển nước sâu. Nhà máy nhiệt điện trong này, nói chung là nó ngành nghề chính của bên Formosa thì vẫn là luyện gang thép anh em nhé. Nhưng mà cả trong cái tổ hợp này thì nó có rất nhiều nhà máy nhiệt điện, rồi là nó giống như một cái khu khép kín. Bên trong đấy thì tất cả kỹ sư họ sẽ sinh hoạt, gia đình họ cũng đưa sang đây, nên là để mà đi vào trong Formosa Hà Tĩnh này bây giờ anh em vào rất không biết thế giờ như nào, nhưng thời điểm mà em làm thì cần phải đăng ký có thẻ và cần phải là người nhà trong nhà thầu mới được vào bên trong, gần như là nội bộ thôi. Không biết bây giờ còn có thay đổi gì không, nhưng đây là một cái khu mà rất là rộng và hình như là ký không nhầm 80. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến dọc cái con đường này và đi đến khách sạn Mường Thanh Kỳ Anh, sau đó mình rẽ sang đường ven biển và mình đi một mạch đến biển Thiên Cầm, sau đó mình sẽ đi đến cầu Cửa Hội anh em nhé, cung đường ven biển quen thuộc. Lúc đầu thì định đi đường quốc lộ 1A xong đến Thiên Cầm rẽ sang, nhưng mà thấy bản đồ nó báo là hai đường thời gian tương đương, mà mình thì mình thích luôn thích cái sự vắng vẻ nên là mình chọn đường ven biển vắng. Hôm một mình đi thôi, ok nhá, lên đường thôi. Đấy, mình đã đến cái đường bắt đầu từ Kỳ Anh rẽ sang khoảng chắc được khoảng 5-10 cây đấy. Mình cũng quên không quay cho anh em xem, nhưng mà quay anh em xem này. Đây, bây giờ đang là 1:30, ngoài đường chắc là không có một ai. Nếu mà là nông dân thì anh em chắc tầm này đang ngủ ngon ngủ ngon lành ở nhà rồi. Ra ngoài đường nắng nôi này chịu sao nổi, đúng không? Đấy, thế là cái con đường ven biển này thì anh em thấy đấy, vận tốc được đi 80, ngoài đường không có một ai luôn. Thoảng là xấu vậy thôi, nhưng còn cơ bản là đẹp anh em nhé. Đấy, giờ sẽ đi đến thẳng máy biển Kỳ Anh. Tốc độ trung bình nếu chia ra sẽ khoảng 70 km/h. Từ đấy đến đấy còn khoảng 113 km thì sẽ hết khoảng 2 tiếng anh em nhé. 2 tiếng nữa sẽ đến được cầu Cửa Hội, sau đó mình sẽ đến đền Cuông Sạc và từ đấy đi thẳng về Hà Nội. Chúng ta sắp hoàn thành chuyến đi rồi, nhà mình cùng đồng hành nhé. Đây, chỗ này cũng chia sẻ anh em luôn, khi mà vừa qua cái cầu ở cái khu vực mà mình vừa quay đoạn trước ấy, thì có một cái đường nó đi thẳng thì đi qua cái làng này, còn đi như hướng mình thì là phải đi vòng, nhưng mà cái đi qua cái làng này thì có đoạn cuối đường nó rất là xấu, nên là mình mới thấy là thôi đi vòng thử một hôm như nào thì đấy, anh em đi vòng như mình cũng được mà anh em có đi qua làng cũng được nhá. Qua làng thì sẽ chấp nhận một đoạn đường xấu, còn đi vòng thì đường đẹp hơn nhưng nó xa hơn mất một mấy trăm mét đến một cây đấy. Đấy, giờ sẽ một mạch đi đến biển Thiên Cầm.
gặp cái xe VinFast lắc đi buồn cười quá nhà mình ạ. Nó cứ đi vào giữa hai làn dạng háng cái vạch này, mình muốn xin đường mà không vượt nổi. Thế bây giờ ông lại đi vào giữa vào bên này rồi, cho ông tỉnh rồi. Mình xin đường vượt. Ơi nhà mình ơi, đến được cái trạm sạc ở Đền Cuông rồi. Vừa lấy hỏi mấy chị em ở đây thì là hôm nay là ngày lễ hội ở Đền Cuông nhà mình ạ. Ngày mai là ngày cuối nên hôm nay rất là đông. Đấy. Thì em thì em không biết cái lịch lễ hội ở đây, chỉ biết là hôm nay đến thì đúng cái dịp lễ hội ấy. Đây nhỉ. Đấy. Người thấy khung cảnh à. Bãi đỗ xe còn hết chỗ đỗ luôn. Mà gì xe điện thì có một cái hay anh em ạ. Vào đây thì các bác ấy vẫy vào để đỗ xe, nhưng mà mình bảo em vào sạc thì thôi, chả vậy nữa. Không, là một đại loại là đi xe điện mà đi lễ hội ở đền này thì là miễn phí gửi xe. Còn nếu mà đi xe xăng thì không. Đấy, xe điện cứ đỗ vào đây thì mặc định là chẳng ai dám thu tiền cả, vì cái đất này là đất VinFast họ đã thuê rồi. Nên là dù anh em đi xe điện có đỗ vào những cái lốt mà không cắm điện này thì cũng không ai thu tiền. Đấy, thế là cũng có một cái hay đúng không anh em? Đấy là một cái điều hay của xe điện, là khi mà đi chơi đâu đó mà cái điểm du lịch nó có cái trạm sạc ấy thì cũng khá là hay. À, đấy, 100kW luôn anh em ạ. Rồi, ok. Bây giờ là 4 giờ. Bây giờ 4 giờ ở đây, em sẽ khoảng 20 phút sau đó sẽ đi thẳng về Hà Nội nhé. Là sẽ kết thúc chuyến đi ngày hôm nay. Thực sự là hai ngày đi, hai anh em đi cũng khá là chăm chỉ. Hy vọng là sẽ hoàn thành chuyến đi sớm. Ok anh em nha. Hello anh em. Mình đang ở trên trạm dừng nghỉ cao tốc Đông, hình như này kia là Tây Ninh Bình, đây là Đông Ninh Bình anh em nhé. Tại vì mình cũng lên đoạn này chia sẻ anh em, mọi người nhìn này, pin giờ còn 29%, trên này báo được đi 110km nữa, mà mình về để mà về đến Hà Nội mới 100km nữa. Về cơ bản là nó sát xịt, nhưng mà có một cái nhược điểm là từ chân đền Cuông đi về đến Hà Nội gần 300km cao tốc không có một cái trạm sạc nào cả, nên là mình không còn lựa chọn nào khác, mình sẽ cố gắng đi tiết kiệm để đi về đến Hà Nội anh em nhé. Chắc là về ổn thôi, quan trọng là cái chân lái xe của mình thôi. Đấy, quãng đường đi bây giờ là 9.719km rồi. Ok chứ anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ đi đều 90 để về đến Hà Nội, anh em cùng theo dõi em có về đến nơi không anh em nhé. Đang đợi đứa em nó ra rồi anh em đi tiếp đây. Cái trạm dừng nghỉ này nhá, bên kia, bên phía trạm phía tây ấy thì có hai chỗ sạc VinFast luôn, mỗi chỗ đều có cây sạc 250 kW, rất là sướng. Bên này không có, nên từ Hà Nội đi thì thoải mái, nhưng mà từ đây đi về Hà Nội thì hơi thiệt thòi. Mà thôi, có nào dùng vậy, anh em cùng theo dõi xem có về nơi không anh em nhé. Báo cáo cả nhà là đây, 10% pin, đi được 38 cây nữa, và hiện tại thì em còn cách cái Ocean Park 16 cây nữa anh em nhé, 16 cây nữa. Về cơ bản là với cái thử thách này thì thực ra cũng không muốn đâu, nhưng mà đó là điều bất khả kháng, không còn chạm sạc nào cả, nên là thôi, cuối cùng thì cũng hoàn thành được cái thử thách mà đi với có 28% pin mà từ tận Nghệ An đi về Ocean Park 1 anh em nhé. Bây giờ về Ocean Park 1 vẫn yên tâm, kiểu gì cũng còn khoảng 6-8% nữa, khoảng 6% nữa, vẫn an toàn, nói chung là vẫn ngon. Bây giờ sẽ tập trung lái xe để chuẩn bị rẽ lên cái đường vành đai 3 anh em nhé. Xíu nữa về đến Ocean Park 1 sẽ tổng kết lại cho anh em xem. Về đến đây còn bị gọi thổi lượng cốn nữa, tôi mệt quá. Sao thổi lách đào? Thôi anh. Đi gần 2.000 cây vẫn bị thổi à? 2.000 đâu rồi? Sài Gòn ra. Đi Sài Gòn hôm nay đi 2.000 cây đấy. Ok, okay nhé, bye bye. Ok anh em, khung cảnh của Ocean Park đây. Đến tận nơi thì mới quay cho anh em xem. Mình đã đến được Ocean Park, bây giờ pin được có 7%, thoải mái đúng không anh em? Đấy, mình đã tổng kết là từ Đền Cuông đi về Ocean Park, chúng ta đi hết khoảng 21% anh em nhé. 21% cho 100 bao nhiêu? 170 cây, hơn 170 cây. Khiếp thật. Cũng tổng kết luôn anh em chuyến đi vừa rồi hai ngày, mình thực ra thì mình cũng tập trung đi để mình ra Hà Nội còn mai đi gặp anh em thôi, nên là mình không dừng tá tu, chủ yếu là hai ngày chỉ có đi đường thôi. Đấy, thì tổng kết anh em là chuyến đi là đây, chuyến đi là chip A 1647 km, tiêu hao trung bình là khoảng 15.9 kWh. Đấy, 15.9 thì tương đương khoảng gần 4, đúng theo cái công bố của nhà sản xuất là 388 km anh em.
Còn số tiền mình phải trả cho cái chuyến đi vừa rồi là không mất tiền điện, và mình sẽ mất khoảng 900.000 tiền phí cầu đường nhé, với 300.000 tiền khách sạn tối hôm qua. Đấy, tổng là mình đi hết 1.200.000. Ăn uống thì không đáng bao nhiêu, hai anh em ăn uống ít lắm. Đấy, tổng là mình đã chi mất 1.200.000 cho cái chuyến đi từ Sài Gòn ra ngoài Hà Nội này anh em ạ. Rồi, ok. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng cái chuyến đi. Trong thời gian tới sẽ cố gắng sẽ có nhiều thông tin hữu ích hơn về xe điện để chia sẻ với anh em nhé. Ok, bye bye anh em.